Chơi game mà có chơi game là bị à? Hay là ở phòng bên kia là nó kém? Phòng ngay sát bên cạnh. Đưa điện thoại đây cho chú xem. iPhone đúng không? Gói này là gói Net 3 Plus. Không ạ. Ui, bắt mạng nhà nào ấy chứ? Em mạng ở đây luôn. Mạng nhà con á? Làm gì phải? Thấy sóng tí ti này. Đây rồi. Không phải đâu, con bắt nhà khác rồi. À hay là điện thoại của con bị sao? Sao con bị tí sóng này? Điện thoại của con chắc có vấn đề rồi. Đấy của chú này. Đây này. Của anh này. Đấy của chú bốn cái vành này, của con chắc bị sao rồi? Điện thoại này có mỗi một hai vạch à? Không được vạch nào ấy. Không được vạch nào. Đây này. Tí tí này. Đây chú bắt đây này. Để chú thử khởi động lại máy xem nhé. Đấy, anh nó gọi lên sao? Thấy kêu là mạng yếu từ mấy hôm nay. Ừ. Anh Tuấn đúng không? Đúng rồi. Em không dùng được, em bảo anh Tuấn đúng không? Ừ. Máy tính có lên không? Đóng nhỉ? Đóng chưa? Hả? Đóng. Đã đóng đi. Đóng nha. Ừ. Hỗ trợ khách hàng. Bật máy tính lên xem có mạng không? Cố. Dạ, bật máy tính lên có mạng không? Đây ở đây này 90% mà. Chắc điện thoại của con có vấn đề rồi. Con này là con gì đây? Z4 à? Ui. Z4 không nhỉ? Prime. Hay là tản nhiều, chú xóa bớt cái ấy đi cho chị. Không, cái này là do nó bắt sóng mà. Cái này chỉ có thử cài lại máy thôi. Cài lại thì về. Đây chị này, đây. Chị nhìn cái vạch sóng của nó có một tí nữa này. Ừ. Nhưng mà điện thoại bọn em vẫn đây, bình thường mà. Ở đây 90% mà. Đây. Máy tính lên không? Đây đây. Đây xem. Đây máy tính vẫn dùng đúng không? Được. Mang máy tính, à đây là máy tính bắt bằng dây à? Hay là wifi? Dây. Vào gần gần đây cập nhật lại cái phần mềm nữa. Ừ, bật cho chị đây. Hai thằng này cũng tải lên trên này. Anh gọi lên ạ. Không, con bảo là sao rồi.
mất 1 đến 9 nhỉ? 1 đến 9 đây. Anh đi làm nó hiện ra mà. Không được à? À. Cập nhật lại cái phần mềm. Kiêm cả. Không được. Nó tải cái đơ máy nó ra. Không sao. Tôi ngồi đây đi. Thơm thế. Mùa này nó có xoài rồi. Đang đói thường ăn không sợ.